hồn vào một đồ xúc bánh này là hồn phù bên luôn. Như vậy một số thì có thể là giảm nhiều phù xúc bánh nhiều hoặc là phù xúc bánh ít. Phù càng nát thì cái phù xúc bánh càng nhiều, phù càng nát phù xúc bánh càng nhiều. Thông thường vậy, còn mức độ phù thì có thể là có tâm một không, còn hiện nay chúng ta bị có tâm một độ phù. Từ phù độ 1 là từ tâm vòng 2 cm, và không vượt qua 2 cm thì được phù phù độ 1. Phù độ 2 thì lớn hơn 2 cm mà nằm trong một con đầu. Phù độ 3 thì nó liên quan đến 2 con đầu. Tất nhiên, nó không được thì bằng mức độ phù tâm trong như vậy, 1, 2, 3. Đây là U, vùng xung quanh là vùng phù quanh U. Như vậy phù quanh U là vùng dằn và đồng hơn so với vùng nằm bình thường, nhưng mà không bắt thuốc. Còn U là vùng có bắt thuốc. Còn vùng trong U này, các bạn thấy trong này nó dằn đồ, các bạn dằn không bắt thuốc, nằm trong U thường do gì mà cho dằn đồng đồ mà nằm phía ngoài vùng bắt thuốc này là phù bắt đu rồi. Còn dàn đồ nằm trong u này là do gì? Thường là do các cùng bài đường bắt thuốc. Còn vô u là còn bụng thuốc. Như vậy thì như tại sao các bạn có cái khái niệm về phân biệt u trong đục ngoài đục? Là u trong đục ngoài đục xong các bạn u trong đục hay gặp u bền và là u di căn. U ngoài đục hay gặp chút là u bằng nằm, nó đi vào số nét của các u thôi. U tế bồ đề Trion đến 45, 50% u nguyên thể chất ung thư. Cái nạn thì không đặc trưng. Thông thường trên khi phân bố thuốc thì thường nó là dạng đồ. Có thể đồng ý hoặc không, có thể chạm không vào được hoặc không, có thể không bắt thuốc, hoặc bắt thuốc ít, hoặc bắt thuốc nhiều, hoặc bắt thuốc nhiều việc mà thật sự có gì để nhìn. Nhưng mà nhớ là cái này thứ nhất là trong tục. Cái thứ hai, phim không bơm thuốc, phim không bơm thuốc thường là dạng bình thường. Còn phim có bơm thuốc thì không và phát quân. Như vậy thì tùy theo cái mức độ ảnh hưởng của u mà. Thứ nhất là u tế bồ đề mà rất thấp thôi mà. Thì thường là dạng bình thường trên phim không bơm thuốc. Bơm thuốc vào thì ít bắt thuốc hoặc không bắt thuốc, thậm nhất thì đó là u tế bồ đề mà rám thấp, là đồ ăn thấp, tức là dằn đồ. Đồng nhất không bắt thuốc thì đó là đặt u tế bồ đề rám thấp. Còn mà càng rám cao hay là càng ác tính thì nó càng không đồng nhất, là do xuất huyết, do bờ tử và nó bắt thuốc mạnh không đồng nhất thì đó là rám cao. Chiều đây rồi không đồng nhất các bạn, cùng tăng cùng giảm, có bắt thuốc bắt thuốc không đồng nhất, cái này gọi là bắt thuốc giảm gì đây, cái này nó các bạn giảm viền, bởi vì xuống cái tăng này là ngoài được, ngoài được u này nó ngoài được trong hết, nó còn cái bọc thành này xung quanh là mô u thôi, thì cái này là u em đề rất cao, cái này các bạn thấy là rất thấp giảm đồ, đồng nhất không bắt thuốc, giá cao giảm đồ có đồng nhất có bắt thuốc mà nằm hay gặp giá cao nữa bắt thuốc tiền mà thì thường gặp cũng bạn về trong đồ thì trong đồ thế thường hay gặp những bệnh nhân u tế bồ đề thường không bắt thuốc thì giảm đồ đồng nhất không bắt thuốc cho u tế bồ đề rất thấp, còn đặt cao là giảm độ nhưng mà không đồng nhất bắt thuốc không đồng nhất có thể bắt thuốc thường xuyên, rồi mức độ phù xung quanh là nhiều mà mức độ phù xung quanh khá nhiều cho u càng nát thì phù nhiều. Còn u bằng nào, u bằng nào luôn ngoài trục, u ngoài trục thường hay gặp là nữ tuổi 40-50. Cái phim có bơm thuốc thường là đồng nồng độ hoặc là tăng nồng độ có đau hôi. Như
về nhà ngoài được mà cái phim không bơm thuốc mà tăng dần rồi có đơn thuốc là đặc điểm của phần nào đó. Còn khi bơm thuốc vào thì thường là tăng vo mạng bệnh nhân đã uống nhầm, có thể có dấu của một bệnh là do nó phát triển và từ một cái phần mà màng bị cản đu thì từ nó dài lên là gọi là luôn một bệnh có bài ở phần nào và ngoài đục. Cái phim không bơm thuốc thì thường là độ cao có phong vôi bơm thuốc vào thì bắt thuốc màn đậm nhất đó là những từ khi cho u bằng não. À đây là tổn thương và u này là u à đây là u nó có chỗ chỗ có số hình trên thế này sinh ra ngoài đục là bởi vì nó dính vào cái điểm này nào cái này kêu rõ các bạn có số hình khác rõ hơn. Khi không bơm thuốc đậm độ cao hoặc cầm đậm độ so với những u não bơm thuốc vào cái này là tăng công mạch đồng nhất được mạch đồng nhất thì cái này đặt cái u của não. Đây là khi không bơm thuốc liền não so liền não so không bơm thuốc thì có bơm thuốc à khi không bơm thuốc tổn thương những mạch đậm độ cao đóng vôi cái này ngoài trong tâm lý có thì cái xương các bạn thay đổi xương ngoài trục đầm đồ cao bỏ nó vô bơm thuốc vào thì tăng quang mạnh là cái này không đồng nhất được mà cái này là u bằng não thì ngoài trục đặt trên u bằng não đây là bệnh sụt xương này gọi là bệnh sụt xương và thấy nó tăng sinh xương là bệnh sụt xương này. Ở đây rồi à, không bơm thuốc đậm độ trong đậm độ cao có mồ hôi bơm thuốc vào bắt con mạch cái này nhân viên nên mình đảm bảo để tổ chức được máu khá nhiều. Như vậy vùng này là vùng phù quanh tổ chức của vùng phù quanh u. Như vậy nhóm thứ ba chi căn nặng chỉ cần nào thì nếu mà điển hình thì chúng ta dễ dùng có hơn. Thứ nhất là thường có cái nếu mà có được cái nguồn gốc sẽ nhận vì ung thư từ trước ung thư nguyên phát thì ung thư phế quản ung thư vú thì là đại tràng sau một chục cái nào ha sẽ ung thư này thì sẽ gây ung thư liền và đồng đồ thì cái tim có mức độ ung thư có thể cao thấp ngang tùy theo cái nguồn gốc của ung thư tùy theo cái cổ xung quanh. Nhưng mà bơm thuốc đặc biệt này thứ nhất là bắt thuốc nhiều ổ thứ nhất là nhiều ổ nằm ở vùng ranh giới cảnh sát bắt thuốc phù nề nhiều là cần phù nề nhiều đó bạn bây giờ là nhiều ổ nằm ở vùng ranh giới cảnh sát và phù nề nhiều số lượng nhiều các nhiều ổ. Thì từ trường hợp y ca đỡ đầu của bộ phận hoặc thường là đề tiền trường hợp thì chúng ta là nhiều ổ thì có dân à, nhiều ổ mà bởi vì y ca sẽ được máu hai nơi nằm nhiều ở vị trí răn kiệt đây là vị trí răn kiệt trên cảnh sáu và cái này y ca được máu nhiều ổ đặc biệt là tổn thương thì nhỏ phù thì nhiều bị ảnh hưởng tổn thương thì nhỏ phù thì nhiều. Thế vậy thì các cái này bạn nghĩ khi mình gặp nhiều tuổi lớn có phù gốc ung thư từ trước phù này nhiều thì cái đầu tiên là bị đấy là đi ngăn được rồi ngày nay nó có đọc được bệnh liêu không ạ ngày nay có đọc được cái u đền rồi không đọc được bởi vì u tiểu đền u cái trắng cái u đền nằm phía trong cái trắng còn này nằm sát cái tiểu đền cái sát cái nếu tiêu đề cũng có những cái loại mà sao tiêu đề có là đi gặp các tuần cái này gặp cái này chúng ta nhìn thấy đi các tuần cái này nhìn thấy u bằng não các bạn không có bởi vì cái này nằm trong não như vậy là ba loại hay gặp nhất rồi thì những các bạn sẽ gặp các loại khác ví dụ như u gốc cầu từ não tức là cái u gì bạn xoang lông u bao nhiêu đấy đang nằm trong cái trong tay con bên trong ta làm rộng ở trong bên phải so với bên trái hoặc là u bằng não của cái vùng
góc độ nào nó không không ảnh hưởng tới ở bên trong các bạn. Đồng độ, đồng độ sau lúc nào upper mức độ trung bình hoặc là vùng của ultimate thì cái này mình biết về phòng của bạn cái là sông sông lớn, cái cây sông lớn là vùng của ultimate và khu cái này thì có thể gặp nhiều bạn hay gặp ultimate khu sở hầu nằm ở vùng tây khu sở hầu tổn thương phổ biến nhất đó dịch của bạn và trong vôi có xuất huyết bên trong hoặc là vùng tiếp tục nên làm sao là ba xác định là ba làm sao đây là vùng tiếp tục. Như vậy thì đó là các vị trí đặc biệt của mình. Các bạn chỉ cần nhớ là trong hình ảnh thì ngoài các vị trí này các bạn sẽ nhớ là về tỷ tu thì các bạn nhớ có cái hiệu cho độ xong cố gắng. Nếu mà tìm nó tổ xong thì nhìn ở bệnh yếu hoặc viêm tất cả là thêm một cái kim có bức thuốc và so sánh xem trong trục không ngoài trục. Nếu trong trục thì ta nhìn thấy nhiều u để một đề u di căn ngoài trục u bằng não phân biệt u là chấn thương là ta biệt để mình có thể làm được công bằng cái này cái này u không phải cái này u mà u này trong cột ngoài cột luôn trong cột khoảng đến cái này mà để trong cột ngoài cột thì các bạn cần nhiều xét nhiều hình hơn xét nhiều mặt cắt hơn xét có liên quan hoặc nào không xem nó nằm rộng cái dịch tạp thủy không nó xét liên quan xương không cái này là u trong cột u này thì nó bắt qua khó qua các bạn đó cái này gọi là bắt qua đồng nhất đấy không các bạn không đồng nhất có vùng bắc cái ngoài này các bạn trong này không bắc trong này không bắc từ gì các bạn ngoài từ bên trong có khu này xung quanh các bạn đó cái này vì đấy là video u cái bộ đề u này mình nhìn thấy u cái bộ đề lằn nhạt các bạn cái độ lằn cao mà mình nhìn chia hai nhóm nhóm lâu quá nhóm hai đấy thì cái là nhóm là u cái bộ đề mà độ lằn cao từ nhóm anaphylaxis lactoseron là cái phân nhóm ba hoặc là nhóm bốn liêu và sâu phân chia phong các rồi tới cái đòi này các bạn ngoài đục các bạn khi mình có hút thuốc các bạn không các bạn xoan cái này khi tên gym có hút thuốc tầm độ cao có đất hô kỳ nhiều các bạn kỳ nhiều các bạn ngoài đục có hút thuốc tầm độ cao có đất hô các bạn kỳ nhiều các bạn không còn nào bạn không còn nào ngoài đục là vì nó tăng chất xương có tầm độ cao có tầm vôi mà thì đấy, không còn nào còn loại này các bạn nhiều hồ các bạn trong đục các bạn bằng vùng lên dậy càng nào hết rồi cái này nè đi kèm đi càng nào còn vùng này u này đặc biệt ta hay gặp vùng này là vốn u gốc của từ nào mà còn u của xoa vào u bao nhiêu cân thì nó la ở bên trong không nào cũng không nhớ được rồi các bạn rồi tôi sẽ kiểm cái hình của bạn nếu để phân biệt u rồi chúng ta cần có một cái con rồi
Còn không thì đến hiện nay các bạn hiểu bệnh nhân mà có tiên sư bệnh sư ví dụ cái này đi thì nạp này chứ không cái này nào cái này mình phải nghĩ là cái tính thức sổ ra đâu đó là mình đọc cái này là xúc đi nhập xúc lúc nào còn nếu bệnh nhân này nếu mà nhỏ được lớn tuổi và mù mà mù nhẹ là nhức đầu và mù nhẹ nhức đầu cái áp cao mù nhẹ nhức đầu yếu thì cái này mình đọc ra một xúc lúc nào mà nằm trong bối cảnh đột quỵ yếu tay mình thế nào. Hình này các bạn cái từ đột quỵ là từ chung và stroke là từ chung và nó bao gồm nhiều nhóm bệnh lý tác động có thể là xuất huyết nào hoặc là cái nhồi nào nhồi máu kiểu nào kiểu của nào chứ chắc là nhồi máu và cái miếng đó là có cái nhồi máu phát sinh là đặc cái tổ tế bào biết thật sự còn cái hình này các bạn thì hình này các bạn nó cũng giảm đồ hết các bạn nhưng mà cái bài giảm đồ này có thể là u có thể là tái biến được các bạn có nhé giảm đồ đó có thể là chỉnh thức nào được các bạn chỉnh thức nào nhưng nếu mà trên hình này bất thường này mình có thể đọc là nhồi máu nào được không có gì giống nhồi máu nào có gì không giống nhồi máu nào giống nhồi máu là tụ chậm rồi giống nhồi máu là nó nằm trong cái vùng phổ bộ của động mạch nằm trong đấy các bạn tất cả có chuyện hết khác cái chỗ nào khác chỗ nào chuyện hết là chất sẵn còn chất sẵn là phía ngoài đây còn chất sẵn nó phù đầy trong một cái này là cả chất sẵn còn vậy nhồi nào thì chất sẵn đôi vì chất sẵn vì nhiều hơn đấy chất sẵn còn cái này từ mình nhìn thấy cái nhồi máu nó thuộc là pin nó uống gì nó còn vậy mình cần cái bước của cái nhồi thế cái này nữa các bạn thì cái này phải đọc cũng nặng mình đọc nhồi máu nhồi máu đó đây này các bạn giảm độ các bạn có cái này có thể là do gì các bạn nhồi máu có nhé có thể do nhập trong tư thương bảo bạn có thì cái này nếu có tiền sử gì mà có cái này thì mình đọc cái gì các bạn nhiều máu đọc nhiều máu được không đây cái này bạn cái này đọc rồi cái này đọc nhiều máu được không có chừng ấy vì giảm độ có cái nào cũng giảm rồi u nó giảm giật nào u nào chấn thương không giảm nhồi máu nào không giảm cái này của động mạch không biết thì tốt rồi đó và sau mình đọc nhồi máu mình đọc là giật nào cái tên này này các bạn thấy vừa đúng sò nên các bạn một cái thọc hơi vừa đúng sò cá chấn thương và vừa đúng sò cá thì hôm nay mình phải đọc là giật nào thì mình đọc nhồi máu nào thì các bạn từ vùng này mình đọc chỗ nào rồi từ vùng này mình sở hữu nào bơm lên có thể đến bắt rồi bắt liền rồi thì chỉ tiền sự động này không bắt tôi tiền là sẽ bị nhập hàng cái này chúng ta hay gặp có những cái điều lâm sàng hay gặp lâm sàng các bạn đi lâm sàng hay gặp tức là bệnh nhân cái này hay gặp bạn cái này ví dụ đánh nhau mà chờ cái sức các bạn mới buồn mà ví dụ chờ xe tô số chờ bệnh nhân rồi bệnh nhân bị tai biến mà bị nghiêng ngả xuống mà rồi cái này nói tai biến xe tô số là đèo là các bạn ngả không bị ngả cái này là do bạn bị tai biến ngả thì rất khó cái này vậy mình cần nhiều hơn cái này cùng gặp các bạn cùng gặp nhiều người thì tới điểm và đi vào phòng là hoặc là tỉnh nạn này có đề đài nhắc mà đến đột quỵ phát biểu đột quỵ bạn sốt cũng nạn xuống mà bạn sốt thì nó được phát đi cái đặc biệt là cái này là do phát biểu hay cái này là do cái thường thì không nhiều không thường biết là rất nhiều bằng cách dùng nhiều này giảm độ nhưng mà đặt giảm độ do nhồi máu thì nó nếu mà động mạch lớn thì về các vùng phân bổ thì về
không những những mạch máu cũng không chuẩn bị. Chúng phải lưu ý là các tổn thương và do chấn thương thì thông thường cái ngoài nó có sinh dập phần mềm, có tổn thương xương và cái tổn thương giảm đồ nó từ nằm thông thường nhất nằm hay nằm gần cùng chấn thương gần đó số cái để chúng ta về sau này thì thông thường là hai là tổn nghiệp nhau mà tay biến chấn thương thì lúc hai cái chồng nhau chúng ta cần bao gồm để xử lý. Nhưng mà cái bao gồm các bạn làm những gì để nên bảo đảm được còn khó quá thì sẽ có tại sao mình phải làm thêm và cái sách các bạn học được thì phải làm thêm. Tôi được nói đến cả mà các bạn biết rất nhiều các bạn như cũng gần hết các phần về CV được rồi, chỉ còn một số bệnh lý mà ít gặp hơn đó là các bệnh lý về khi mà các bạn viên các bạn biết học các bệnh lý về bất thường chất trắng chỉ là đối lập của một cái học các bệnh lý về gì nào mình cũng làm cái học các bệnh lý về bẩm sinh ở sau này cái học rất nhiều cái nhưng mà nếu đi được dài này quan trọng nhất hay gặp nhất thì các bệnh lý đó thì specificity không bằng mạnh nó nằm từ sau cái gì và gặp được còn được và để chúng con hôm nay tôi bỏ được thêm cái điểm mà những điều vừa được thì điểm sơ thì cái máy cái có điểm mà đổ xăng đổ dầu chúng ta mở được thì khi những cái sản đấy của chúng ta có phù lên và nhiều mà còn đạt được tại vì các này vậy thứ hai bài một số cái các bạn còn không phù nữa vậy thì về màu hình của bạn nhớ hình này đơn rồi bây giờ thì bạn quen định CT thì cái hình có các cái màu xám đẳng màu đen khác nhau thì nó liên quan đến màu này thành ra nên cơ bản màu đen khi mà chúng ta khi mà đầu đèn quay xung quanh là các cái vùng cảm giác thì máy tính sẽ chia lại các đó thành nhiều khối nhận thức tùy theo độ cảm đi của các khối nhận thức này máy tính sẽ hiển thị trên hình của bạn bằng các điểm ảnh với các cái đồ sản tức là cái màu đồ sản tức là còn lúc nào cà phê nhiều thì cho màu trắng ít cà phê thì cho màu đen đó là cơ bản như vậy đấy là xương đây là chất trắng đây là chất sản đây là máu máu tù cái này các bạn nhớ cái này đôi lúc đọc cái này gì chứ giờ này mình thương nhiều rồi trong lúc bác sĩ thì thật sự bác sĩ sẽ đọc cho mấy người đúng không tập này còn tập này bây giờ đọc này còn 15 từ bảy ca là người đọc tấm mặt đấy cả sẽ đọc 15 từ bảy ca tấm mặt mà mấy chị hồi lý và mấy chị nhìn vào cái này xúc rất nhiều cũng một thật sự mấy chị hồi lý thì hay đẩy mình đi mà xúc rất nhiều cũng một ra cào đầu và nhanh mà sau và sau và nói là cái này hoạt động dễ mà và thì trong này màu xám cái lòng này màu trắng màu xương và trong này màu trắng nhiều xúc rất nhiều rồi và ra thứ gì đó và xúc rất nhiều đẩy ra là đẩy ra được xương mà không bị xương có mà thì ngồi thì cào đầu mà làm ngay lúc nào ra thì cào đầu đi nếu thật sự là dễ hơn chứ phải vậy có ca xúc rất nhiều mà chúng ta không ngủ được rồi không phải là cái nắng nào xúc biết được là thành ra cái xương hoạt động nhiều này mà nó không bị đơn giản cái nắng nhiều trong là nguy hiểm trong cái đường à thế này tôi chưa giới thiệu bạn và trên CT cũng có các bản đồ các bạn bên X-quang các bạn chỉ mở nước xương thì thay vì các bạn cái màu này là màu đen hơn thì cái ngoài này các bác sẽ nhìn màu này nước có màu đen này nhu này có màu xám khí có màu đen bởi có màu đen nhưng mà ví dụ người bị mắc yếu và cả nha cái này đen nhiều cái bị khó và các bạn chúng ta đo đặt đỏ vào cái đo điện và chiều đo này là về 10 house scale u và cái đơn vị house này còn cái này cho đo là 30 cái này cho từ ngàn thì cái này cho 300 biết như vậy nước theo kiểu là không đơn vị house mở lên từ 60 từ trăm tức là từ âm tĩnh và khoảng từ trăm khí từ ngàn xương vôi cộng ngàn cái này các bạn cái này tương đối thực tại khoảng là chuyển đổi của đi bất nặng cũng gọi là hiểu về thực phần ví dụ như đây là xương của cái vùng này cái vùng này các bạn thấy nó đầm đồ phải là xương mà đầm đồ cũng phải là như thế nào để đây là cái gì mà
ví dụ như tại phần đây là nó nằm giữa nó nằm cái bốn cell nó có chịu cả xương có chịu cả những mô nằm như vậy cái xương ấy, thì thông thường là khoảng 200 và những mô nằm khoảng 30 còn hai cái là gần 203 ba chia hai là khoảng như khoảng 56 mà như vậy cái màu này cái xương 200 những mô nằm là 30 còn là 306 cái màu này mà thì 70 là xuất hiện giống màu này chúng ta mình đơn nó sẽ bốn sao chịu được cái cao thấp còn ví dụ ở trong cái này còn chữ có chú khí như vậy chú khí nó thành từ ngàn còn mấy tháng màu khác cái này nghĩa là ở đây còn là điều gì sự tình và lưu ý này là thay đổi đồ trong city có ba loại một là giảm cân đồ giảm hơn nặng bình thường hai là tăng cân đồ cao hơn sau khi nặng bình thường ba là đồng cân đồ mà cho nên nó đồng cân đồ còn nặng cái này do cái đó quần nào không quần nào giật xuống lúc nào cái này là sẽ bị tăng giật nào không được bóc bụi thì để tăng sự tương phản lên được mắc bụi nhiều chúng ta cũng đó là có bụi hạch có ra nhiều có thể nằm trong lòng mạch máu do mạch có nhiều hoặc là do tăng tương phản mạch mình gặp u vi thì đó là lưu ý và cầu thì cũng là các hạch mà lưu ý là các chức năng có nằm thứ tư nằm thứ ba sinh đảng sinh chồng thân nằm thứ B, gây nằm thất dưới này thì nhớ thì được nằm thứ tư trước là thân nằm sau là tiềm nằm còn hệ thống đây là cần tập được ý đã nên sẵn nên sọ vậy một nằm thứ ba sừng nám sừng chồng bước hai là gì bao trong bên ngoài này là những bèo đầu những đuôi đầu tiên còn lại bên ngoài này là đảng ba như chồng trên tư tưởng như vậy chấn thương sọ não thì lưu ý các loại tổn thương nghiêm trọng nhất cái này là tụ máu ngoài một cứng, tụ máu dưới một cứng, cái này học chưa rồi, cái này tại sao giảm cái này ngoài tăng cái này giảm học chưa rồi, tập sắp thêm rồi, cái này là máu đang chảy rồi, tốc độ nhân tố thì mình trong là máu đang chảy, đây là xúc huyết quan nghi nhẹ bị viêm là sinh viêm, ở đây là xúc huyết trong não, xúc huyết trong lòng thất cùng bao nhiêu một cái đây là dầu nào dầu xúc huyết nào cái này là gì vậy đột quỵ và đột quỵ khi bệnh nhân lúc sáng vào thì dậy dậy từ người và kéo bị dậy từ người và cái này là nhồi máu là xúc huyết của bạn nhồi máu thuộc vùng trong bộ của cầm mạch đồng dừa thì bên trái đây còn xúc huyết nào các bạn xúc huyết nào thất thằng này là xúc huyết quanh nhĩ các bạn để các bạn học về đó u này u nhĩ các bạn